Kính thưa quý vị khán thính giả, Hòa Anh Quốc đang đứng tại thính đường Pear Market, nơi diễn ra lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Phụ Nữ tại Montreal. Trong những giây phút tới đây, Hòa Anh Quốc sẽ gửi đến quý vị khán thính giả những hình ảnh của buổi họp mặt chiều hôm nay. Chương trình được bắt đầu bằng nghi thức chào cờ Việt Nam và Canada. Trên sân khấu, những thành viên đồng cốt của Hội Phụ Nữ Việt Nam trịnh trọng trong trang phục áo dài truyền thống, nghiêm trang hát bài quốc ca Việt Nam. Bên dưới khán đài, tất cả những người hiện diện cùng nhau đứng lên hướng về lá cờ của quê hương Việt Nam, nghiêm đứng chào cờ. Thưa quý vị khán thính giả, cộng đồng người Việt định cư tại hải ngoại luôn coi trọng nghi thức chào cờ trong những buổi họp mặt cộng đồng để nhấn mạnh chính nghĩa của những cuộc tranh đấu hiện tại hướng về dân tộc Việt Nam. Và nghi thức chào cờ cũng để xác định rõ ràng lập trường của người Việt Nam tị nạn trên khắp thế giới. Tiếp tục chương trình là lễ bái Hai Bà Trưng. Trên sân khấu, hình của Hai Bà Trưng được để ngay ngắn giữa sân khấu. Bên trái và bên phải, chúng ta thấy có đôi lọng vàng. Thuở xưa, lọng chính là cái dù của những người có chức có quyền. Nhưng lọng màu vàng thì chỉ dành riêng cho vua. Thật vậy, Hai Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị đã có công khởi binh đánh tan giặc Tàu, lúc bấy giờ là nhà Hán, lập ra một triều đại mới và trở thành nữ vương. Nhưng triều đại Trưng Vương không giữ được lâu, như đã nhắc lại trong bài văn tế. Than ôi, lãng bạc, cỏ hoa còn đẫm lệ, nghìn thu khí tiết, bại cùng vinh. Quân của Trưng Vương không đương nổi, Hai Bà Trưng rút về Cẩm Khê. Quân Mã Viện tấn công, quân Hai Bà Trưng tan vỡ. Hai Bà Trưng chạy đến xã Hát Môn, thế cùng lực tận, bèn gieo mình xuống sông Hát Giang. Bấy giờ là mùng 6 tháng 3, năm Quý Mão 43. Và hôm nay cũng đúng là ngày 6 tháng 3, năm Quý Tỵ, chỉ khác năm. Một sự trùng hợp vô cùng may mắn, và cũng là sự may mắn cho Hội Phụ Nữ truyền thống lần đầu tiên tổ chức lễ tưởng niệm đã làm đúng ngày Hai Bà Trưng tuần tiết. Để tỏ lòng tốt, với sự hiện diện của mọi người tại khán phòng, Hội Phụ Nữ cũng đã cử hành lễ bái trước ảnh của Hai Bà Trưng. Trung Nam Bắc một lòng kính mộ, toàn dân Việt còn mãi mãi ghi ơn. Hôm nay chúng con thành tâm ngậm ngùi tưởng nhớ, vô cùng thương tiếc nhị vị Việt nữ, chúng con đồng kính lạy. Thật là có ý nghĩa khi cộng đồng Việt Nam cử hành long trọng lễ tưởng nhớ Hai Bà Trưng là những vị anh thư có công đánh đuổi giặc Tàu xâm chiếm nước ta, kết thúc thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất đã kéo dài hơn 200 năm. Qua dòng lịch sử dân tộc trải dài gần 2.000 năm, đã nhiều phen giặc Tàu xâm lăng nước ta và luôn đồng hóa dân Việt Nam với ý đồ xóa hẳn đi dân tộc Việt Nam trên thế giới. Những trang sử Việt Nam hào hùng của tổ tiên bao phen đã bị đốt bỏ, cốt để hậu thế quên đi những gương anh hùng dân tộc. Nhưng không vì thế mà dân Việt Nam chúng ta mất đi nguồn gốc. Từ đời này qua đời kia, những gương anh hùng vẫn được truyền dạy cho con cháu đời sau. Và cho đến ngày nay, dòng máu anh hùng Việt Nam vẫn luôn chảy trong huyết quản của mọi người dân Việt. Chúng ta có được những vị anh thư đang luôn tranh đấu cho sự thật như Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vi, Phạm Thanh Nghiên, vân vân. Họ là những vị anh hùng dân tộc trong thời đại của chúng ta.
cũng như Hai Bà Trưng thuở xưa. Những vị anh thư ngày nay, họ có thể hy sinh, họ có thể mất đi mạng sống, nhưng tấm gương anh dũng hy sinh cho dân tộc Việt Nam sẽ luôn sáng ngời trong lịch sử Việt Nam. Cho dù thế lực tăm tối luôn cố bưng bít, xóa gạt đi như chưa từng xảy ra. Xen kẽ chương trình lễ tế Hai Bà Trưng là phần ca nhạc thật đặc sắc, được trình bày bởi nhiều ca sĩ rất hay. Quý vị khán thính giả đang nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Y Phương đằm thắm trong chiếc áo dài nhung màu xanh đậm. Cô đã thu hút được sự chú ý và cảm tình của mọi người hiện diện trong khán phòng với những tác phẩm có ý nghĩa. Quý vị khán thính giả, như chúng tôi đã nói, đã bao phen giặc Tàu đã muốn đồng hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Những trang sử dân tộc Việt Nam đã nhiều phen bị giặc Tàu đốt bỏ không thương tiếc. Nhưng không vì thế mà dân tộc ta mất đi nguồn gốc. Trong thời kỳ 1000 năm giặc Tàu đô hộ nước ta, không còn có thể công khai dạy cho con cháu những bài học lịch sử, ông bà chúng ta vẫn luôn cố gắng âm thầm kể cho con cháu nghe những gương sáng ngời của tiền nhân anh dũng. Nhờ những công lao đó mà dân tộc Việt Nam chúng ta ngày nay còn biết được những nhân vật anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, vân vân. Và cho đến ngày nay, người Việt Nam tại hải ngoại vẫn luôn thôi thúc con cháu nhớ về lịch sử Việt Nam. Sau những nghi lễ tưởng nhớ đến Hai Bà Trưng là phần thi tài năng thật dễ thương của các em bé. Một trong những phần trình diễn tài năng thiếu nhi khiến cho mọi người hiện diện trong khán phòng yêu thích và nể phục là phần đọc thuộc lòng bài thơ Hai Bà Trưng. Bài này được trích trong Đại Nam Quốc Sử diễn ca của Lê Ngô Két như sau. Bà Trưng quê ở Châu Phong, về đoạn sông mà đặc đặc biệt diễn mặt mùa đều nguyện. Bác cờ nâng tự hai kia tự quân, ngàn tay nổ phong trần, ầm ầm biết mà tới gần Long Biên. Hồng quần thảo ước chi hiền, tuổi nhai cơ dịch đẹp chân tiên khẳng. Tôi kỳ cấm ở mê ly, lĩnh nam khi màu trường nước xa. Ba khu gắn bác sân, một là bảo phủ, hai là bảo vương. Tuy nhân lập lực tâm phương, hãng xa mã huyện, biết đường tự thông. Hồ tay thu sức vẫy hùng, nữ nhi tịch với an hùng. Cặp khe thế lúc tìm hiểm, ai bằng thân thể cùng điều nghĩ sâu. Trước là nghĩa, sau là chung, kể trong lịch sử, an hùng ai hơn. Hai em bé gái mà quý vị vừa thưởng thức tài đọc thơ bằng tiếng Việt lầu lầu như thế, tuy hơi ngọng một chút, nhưng đó cũng là một điểm thật là dễ thương ở trẻ em. Các em thật lễ phép, chúng ta mến đức,
Mến tài của các em khi có thể học thuộc lòng được một bài thơ dài như thế. Chúng ta cũng kính trọng lòng yêu nước, yêu văn hóa của cha mẹ các em đã tận tụy, kiên nhẫn chỉ dạy cho con mình văn thơ, lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Đó là nền tảng căn bản mà các em sẽ làm hành trang mang theo suốt cuộc đời của mình để biết mình là ai, mình từ đâu đến và tại sao mình đang sống ở trên nước Canada. Khi con trẻ có thể biết được những câu trả lời căn bản đó, thì cho dù có sống ở nơi nào trên thế giới, thì hai chữ Việt Nam luôn khắc sâu trong tâm khảm của các em. Những bài hát trẻ con như là bài Cháu lên ba mà quý vị vừa nghe em bé này hát đây, cũng như là bài Kìa con bướm vàng, với những từ ngữ thật đơn sơ, nghe thoáng qua thì có lẽ người lớn chúng ta nghĩ chỉ là vu vơ, nhưng điều rất quan trọng là các em đang hát bằng tiếng mẹ đẻ. Và những từ ngữ đơn sơ này sẽ mãi mãi luôn khắc sâu trong trí nhớ trong trắng của các em. Ngoài những tiết mục đọc thơ và ca hát, còn có rất nhiều phần biểu diễn rất đa dạng và hồn nhiên. Chúng tôi đã trích lọc lại và xin gửi đến quý vị khán thính giả sau đây. Chắc chắn quý vị sẽ yêu thích. Thưa quý vị, thí sinh mang số 15, em Andy Mạc. Chào quý vị, tôi tên là Andy Mạc, 5 tuổi, hôm nay sinh nhật của Andy, hôm nay 17 tháng và Andy sẽ là karate. Rồi, con biểu diễn. Vánh trường. Oh!
Dạ thưa quý vị, em nói rằng em là ông tiên ở trong sự tích bánh chưng. Xin quý vị cho Thu Hằng được nói vài lời mở đầu trước khi em nói cái câu của ông tiên. Thưa quý vị, vào đời Hùng Vương thứ sáu, sau khi đánh tan giặc Ân thì vua Hùng đã kêu gọi tất cả các hoàng tử lại và có ý định trùng ngôi vua. Và vua đã nói với các hoàng tử rằng: các con hãy dâng nộp những thức ăn nào ngon và có ý nghĩa trong ngày Tết thì ta sẽ truyền ngôi cho. Tất cả các hoàng tử thay nhau đi kiếm tất cả các món ngon vật lạ để dâng vua, hy vọng được truyền ngôi báu. Một trong những hoàng tử thứ 18 mang tên là Tiết Liêu, hay còn được thường gọi là Lang Liêu, tính tình hiền lành, nhân hậu, rất là hiếu thảo, nhưng mà mẹ lại mất sớm từ khi còn bé, cho nên không có người để giúp đỡ cho hoàng tử Lang Liêu vào lúc này. Hoàng tử rất là lo lắng, và trong khi đó không biết để làm cái gì để mà dâng vua. Và khi đó một đêm, hoàng tử đang nằm mộng và thấy một ông tiên hiện ra nói như thế này: ha 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 ha, ta lòng thần gạo xuống mắt bảo cho các con biết, gạo là món quý nhất trên đời vì gạo nuôi sống con người. Con hãy lấy gạo làm bánh màu trắng hình tròn tượng trưng cho trời, và bánh màu xanh hình vuông tượng trưng cho đất 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 đất. Hai loại bánh này con đem nhân lên cho cha cho mẹ, vì con ơn cha mẹ lớn như trời, như đất 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 đất. Con hãy nhớ lời ta dạy đó, bây giờ ta biết nha. Hồ biết. Wow. Ủa, tại sao không biết nhỉ? Thôi đi bỏ luôn cho rồi. Khoan khoan khoan, đang đây rồi, ông tiên rồi, khoan khoan khoan. Tiên khoan đi, tiên khoan đi, tiên đứng lại đây. Các em bé còn nhỏ mà đã biết tếu ra phết, là mọi người hiện diện trong khán phòng có được những giây phút cười thật thoải mái. Đây là một điểm son của chương trình lễ hội Hai Bà Trưng tổ chức bởi Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Montreal. Hòa Anh Quốc cũng đã có dịp phỏng vấn bà tân hội trưởng của Hội Phụ Nữ. Mời quý vị theo dõi sau đây. Bên cạnh chúng tôi đang có sự hiện diện của bà Dương Mộng Thu, là chủ tịch của Hội Phụ Nữ Truyền thống Việt Nam tại Montreal. Hòa Anh Quốc xin được kính chào bà. Dạ thưa, trước tiên là xin để kính chào quý vị thính giả của đài SBTN và kính chào Hoàng Quốc. Dạ vâng thưa bà, như vậy Hội Phụ Nữ Truyền thống Việt Nam của chúng ta bây giờ bao gồm mấy hội viên thưa bà? Dạ thưa, Hội Phụ Nữ Truyền thống Việt Nam tại Montreal của chúng tôi hiện thời là có ban chấp hành, là có tất cả là 5 người để hoạt động. Vâng, trong 5 người đó chắc không có người nào là đàn ông. Dạ thưa, nếu mà đã hội phụ nữ thì chỉ toàn là phái nữ thôi. Dạ, không thể nào cho phái nam vào được. Dạ vâng. Như vậy trong năm tới đây thì những sinh hoạt của Hội Phụ Nữ Truyền thống là gì thưa bà? Dạ thưa, trong năm tới đây chúng tôi có những cái sinh hoạt là sẽ có lớp dạy nấu ăn và có những dạy lớp đan, và chúng tôi cũng thể cố gắng sẽ có lớp dạy về bánh trái, thì nghĩa là trong cái chương trình thì bây giờ hiện thời đã đang định như vậy. Dạ vâng, nếu một người phụ nữ nào đó muốn gia nhập cái hội phụ nữ này thì có phải đóng niên liễm không thưa bà? Dạ thưa không, hội phụ nữ là hoạt động trong giới phụ nữ và không có đóng niên liễm. Làm sao mà chúng ta có thể có được những cái quỹ để mà có được những sinh hoạt của phụ nữ? Dạ, hiện thời bây giờ là tối hôm qua chúng tôi có làm một cái tiệc gây quỹ, vì là gây quỹ để lấy tiền làm lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Thành ra thưa, chúng tôi làm cái lễ tưởng niệm là hàng năm.
Thành ra bởi vậy bây giờ phải cần có quỹ để lo lễ tưởng niệm hai Bà Trưng, là hai vị nữ anh thư mà cần phải lúc nào cũng phải nhớ tới. Dạ thưa bà, trong tương lai bà có định nới thêm ra để mà những người đàn ông có thể đăng ký vào cái hội của bà? Dạ thưa câu hỏi này thì tôi trả lời mà tôi thấy nó hơi buồn cười một chút, là vì chúng tôi đã nói rằng là hội phụ nữ thì thưa chỉ toàn là phụ nữ thôi. Thành ra nếu mà nam giới thì chắc phải là họp, phải lập một cái hội nam giới. Cũng xin nhắc lại là hội phụ nữ tại thành phố Montreal đã thành lập và hoạt động từ 30 năm nay với rất nhiều những sinh hoạt hữu ích cho cộng đồng người Việt. Đó là nhờ vào sự hăng say của từng hội viên luôn tích cực chia sẻ cùng lo việc cộng đồng. Nhờ đó, cộng đồng Việt Nam tại thành phố Montreal lớn mạnh như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán thính giả, từ hơn 30 năm nay, Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Montreal luôn tổ chức buổi họp mặt hàng năm vào đúng ngày mất của hai vị anh thư Trưng Trắc và Trưng Nhị là ngày 6 tháng 2 âm lịch, để cùng tưởng nhớ về tấm gương anh dũng của hai Bà Trưng. Mặc dầu là phụ nữ, thế lực cô đơn, không gặp thời thế, nhưng cuộc khởi nghĩa của hai bà diễn ra từ năm 40 cho tới năm 43 sau Công Nguyên thật sự đã làm chấn động cả triều đình nhà Hán lúc bấy giờ, phấn khởi lòng dân, lưu danh sử sách. Và đó luôn là một tấm gương cho hậu thế chúng ta ngày nay. Phóng viên của SBTN Canada Hoàng Anh Quốc tường thuật từ thành phố Montreal, Quebec, Canada.